Các pharaoh hùng mạnh của Ai Cập đã để lại dấu ấn của họ khắp đất nước. Nhưng không phải tất cả các tượng đài nhìn thấy từ trên không đều là đền thờ dành cho các vị vua quá khứ. Những công trình này là tháp dành cho các động vật nuôi. Chim bồ câu, những con chim này đã được nuôi ở Ai Cập trong hàng ngàn năm. Các nguồn tài liệu cổ đại cho thấy chúng được tiêu thụ vào những ngày lễ quan trọng. Ngày nay, chim bồ câu không chỉ được nuôi để ăn mà còn để thi đấu. Trong khu phố già của Cairo, hàng chục người nuôi chim bồ câu đam mê luôn cạnh tranh với nhau. Nhìn từ trên cao, những cấu trúc gỗ tranh vênh như thế này mọc cao trên các mái nhà. Chúng được gọi là Rhea và là câu trả lời của thành phố cho các tháp nuôi chim bồ câu. Một số lớn đủ để chứa hơn 300 con chim. Hassan Mohammed Hussein tự gọi mình là vua chim bồ câu của Da. Tôi đã xây dựng chiếc Rhea đầu tiên của mình cách đây 23 năm. Tôi đã xây dựng một cái nhỏ, kích thước 9x9, bằng gỗ trên mái nhà. Đó là một quá trình dài, tôi đã làm cho nó cao hơn và lớn hơn cho đến khi tôi xây dựng cái tôi có bây giờ. Hassan là một trong số 2 triệu người chơi chim bồ câu ở Ai Cập. Trong các cuộc thi, những người nuôi chim mang những con chim tốt nhất của họ đến một địa điểm trung tâm và thả chúng cùng nhau. Mục tiêu là vừa hướng dẫn chim của mình về nhà, vừa lôi kéo càng nhiều chim của đối thủ càng tốt. Người nuôi có nhiều chim nhất cuối sự kiện là người chiến thắng. Mỗi cuộc thi đều khác nhau, giống như một trận đấu bóng đá, việc bắt được chim bồ câu tương đương với việc ghi bàn. Hassan gặp đối thủ của mình ở đây, giữa lòng Cairo cổ kính. Anh phải chiến thắng hôm nay nếu muốn giữ danh hiệu vua chim bồ câu của Da. Tại trung tâm lịch sử của Cairo, Hassan Mohammed Hussein đang đối đầu với đối thủ Kuto Adam trong một cuộc đua chim bồ câu qua thủ đô. Cả hai đối thủ đều sẵn sàng thả chim của họ. Bốn mươi con chim bồ câu bay cao trên bầu trời Cairo. Trong vài phút nữa, chúng sẽ trong tầm với của các chuồng chim của mình. Cả hai đối thủ phải cố gắng dẫn dắt tất cả chim bồ câu của mình về nhà và thu hút càng nhiều chim của đối thủ càng tốt. Ai bắt được nhiều chim nhất sẽ thắng. Ngay sau khi trở về tháp của mình, Hassan phát hiện các con chim bồ câu. Tôi sẽ gọi chúng và giơ cờ lên để xem những con chim nào là của đối thủ. Hassan vẫy tay và huýt sáo để thu hút chúng vào chuồng của mình. Khi chim bồ câu hạ cánh, anh kiểm tra các thẻ để xác định chủ nhân của chúng. Tất cả chim bồ câu của Hassan đã trở về nhà. Đối thủ của anh, Kuto Adam, không thu hút được con nào. Tôi nghĩ con đen kia là của Ka. Nhưng Hassan lại giành thêm một chiến thắng nữa.
Hassan giữ danh hiệu vua chim bồ câu của gia của mình cho đến cuộc thi tiếp theo. Tôi rất vui mừng, tôi rất hài lòng vì tôi đã thắng. Chào mừng bạn đến với kênh Gió Documentary, nơi chúng ta cùng khám phá những kỳ quan thế giới, giải mã những bí ẩn cổ đại. Mối quan hệ của người Ai Cập với chim bồ câu chỉ là một di sản từ thời các pharaoh. Những tượng đài khổng lồ của các nhà cai trị cổ đại đứng như chứng nhân cho quyền lực to lớn của họ. Đây không phải là những vị vua bình thường. Các pharaoh tự xưng mình là các vị thần. Và họ mong đợi các thần dân tôn thờ họ ngay cả sau khi họ qua đời. Không nơi nào điều này rõ ràng hơn ở bờ tây sông Nin, đối diện với Luxor. Trong hơn 2.000 năm, các pharaoh đã xây dựng những đền thờ tưởng niệm tại đây để kỷ niệm triều đại của họ và làm trung tâm cho sự tôn thờ vĩnh cửu. Quy mô thực sự của những ngôi đền này chỉ trở nên rõ ràng khi nhìn từ trên cao. Vào lúc bình minh, Baha Ahmed, một phi công khinh khí cầu giàu kinh nghiệm, đang chuẩn bị cho một chuyến bay hướng đến các đền tưởng niệm. Sau khi cai trị Ai Cập trong 3.000 năm, họ đã bị người La Mã chinh phục. Theo thời gian, niềm tin vào nhiều vị thần ngoại giáo của họ đã nhường chỗ cho một vị chúa Kitô giáo. Biên tập video được thực hiện bởi Phong Núi trên kênh Gió Documentary.